Red của Taylor Swift. Red Taylor Swift. Hello. Welcome back to the Soul Show. Không, mày đâu có. Welcome back to Dulce Diary. Em đẹp trai quá hả? Ờ đúng rồi, mày đẹp lắm. Thả lòng đèn. Thì tình hình là bọn mình sẽ phải có mặt ở điểm trong vòng 4:30. Nhưng mà bây giờ đã là 4:35 rồi và bọn mình vẫn còn 20 phút nữa mới tới nơi lực. Đi vô. Sao mà chậm trễ quá vậy? Đúng rồi, nhớ không người trễ nãy. Chị nó đi ỉa 5 phút đó chị. Ủa sao có mua được cái thảm không? Đó, mua được cái thảm. Ok, đã có mặt tất cả đầy đủ 4 người rồi. Let's go. Sau 3 tiếng đồng giờ lái xe mà mình không biết chuyến đi này có đáng không nữa. Thì vậy giờ bọn mình đang tới, mình không biết là cái địa điểm này tên chính xác là gì, nhưng mà mình đang ở khu vực của Pennsylvania, nằm gần Philadelphia. Thì trải nghiệm này là mình đã từng thấy ở bên Nhật. Còn ở bên Hội An, Việt Nam thì là thả lồng đèn dưới nước hả chị? Thả hoa đăng hả nội? Ủa thả hoa đăng hả? Ừ. Thì đây chính là lễ hội Light Festival. Bọn mình mới vừa nhận phụ kiện phụ tùng xong, mọi người đều được phát một cái lồng đèn và có những cái chạm để bán đồ nữa, nhưng mà bọn mình đã chuẩn bị hết rồi. Đó, thưa mọi người, đây là sự khác biệt giữa sự khác biệt giữa những người thông minh và những người kém thông minh. Đây là khi chúng ta xuất hiện ở một bãi cỏ và trước đó 2 tiếng đã có mưa rất là lớn. Và đây là người duy nhất mà mang dép đây mọi người đó. Những người này mang giày thấy không? Biết tại sao không? Tại mày mặc đồ xấu quá. Đúng rồi. Nhược điểm của cái ban tổ chức đó là diễn ra vào ở một cái nơi là đồng không mong quạnh. Bãi tha ma. Cỏ rất là cao, rất là khó đi. Để đem ra là ban tổ chức phải tỉa bớt. Nhưng mà lên đến cái đầu gối luôn mọi người. Đi đi đái mà giống như đi thỉnh kinh vậy đó. Thì theo như cái giờ của ban tổ chức đó là 4:30 sẽ bắt đầu mở cửa cho khách vào, 7:30 sẽ đóng cửa. Và bởi vì bây giờ đang là mùa hè nên trời tối rất là trễ, 6:30 thôi. Nhưng mà theo như mình nhớ mọi khi thì đến 8:00 trời nó mới tối luôn. Thì khi mà trời tối thì lúc đó mới bắt đầu thả đèn được, nên thời gian còn rất là sớm. Tôi là phóng viên Ly Âm. Tôi đang tường thuật thôi, đi xàm quá. Tự biết xàm luôn. Em trai chụp hình đang cái bó rau muống vậy mày ơi. Còn thằng này là phá hoại môi trường. Em đang chuẩn bị dạy cho bạn này chụp hình để có những tấm hình để đời. Thấy cái nách đồng nè, cái nách nè, lông nách nè. Trời ơi.
cổng. Trời rất là đẹp nha, nghĩ là hôm nay là sẽ mưa nhưng mà không có mưa tại vì... mày nói đi chưa đó, mày nói cái miệng mày đi. Thì giờ lỡ nói rồi, lỡ đây rồi. Chùm vía. Have you ever heard the wolf cry to the blue moon? Or ask the grinning bobcat why he grinned? Thôi mọi người, mình không hề muốn đâu mà cái nhóm này nó rất là sống ảo mà mọi người. Êm mày. Mình bị ép buộc. À, chụp hình trái máy vậy. Thôi, không có coi. Bọn mình quay lại chúc mừng sau khi làm phim nguyên bãi cỏ. Trời ơi, khổ. Khổ chi mà khổ đó, những con người mà mang giày nè mọi người. Khổ quá trời khổ không? Oh, it smells so bad, smell it. Trời ơi. This is a picnic area. Annyeonghaseyo. Cam xin người ta. Bên đây tông gà, tông gà. Bà này chỉ con này. Bà ta còn nhoi lắm. No, I mean like broke. Hi. Né ra coi. Hôm nay thằng ông hai ngày trước đó chính là sinh thần của chị Nhi. Và đây chính là những món quà mà những đứa em nó tặng cho chị Nhi. Món quà của bạn bên kia á, không bóc được. Mày quay rồi đó nè, lột đi bóc quà đi nè. Và đây là những dụng cụ mà đi kèm với lại chuyến đi ngày hôm nay, đó chính là một chiếc lồng đèn giấy và một cây bút. Ủa còn gì nữa không? Một cái nến ở đâu? Và phải tầm cỡ một tiếng nữa thì mới đến giờ thả lồng đèn. Chiều mình sẽ trang trí lên những cái lồng đèn của bọn mình đã. Những lời chúc. Bây giờ là những hình ảnh khùng điên như chị Di đã nói. Quỷ gì hả? Đi tiếng nó mới vui đó. That's how we call our trip. You know how many times we go to that's back. How we call our trip. Oh god. Nãy là bóc quà cho Nhi, nhưng mà không có ai biết là hai cái mẹ kia mà bọn mình đã chuẩn bị sẵn nến và bánh đồ nít để happy birthday cho bà. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Tiền bánh. Tiền bánh 10 đồng. Tiền nến 5 đô nữa. Trời ơi, dễ thương chưa. Ờ trời ơi. Bảy giờ 45 rồi, đèn cũng đã bắt đầu thắp lên, trời cũng gần tối rồi. Sắp tới giờ rồi. Trời đã tối xuống rồi. Chuẩn bị thôi. Do not let your legs.
Nhớ chẳng người ta coi là phải chờ hết thì mới được thắt đèn luôn, tắt mà gọi là tắt tối thui luôn á. Nhưng mà cuối cùng có một người ấy, một người mới thả cái là bị phát hiện này là bị la liền. Nếu mà đốt là đốt tới giờ rồi. Nên là từ từ nó đốt rồi. Long được cho cơ hội lần hai nè, cơ hội luôn. Go là Liam, your second chance. Yo 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 yo. Extra cho tất cả mọi người của ngày hôm nay. Yeah. Cái đèn này là for free. Không nha. For free. Sáu cục đô nha. Ủa. Yeah. Ê, quay giùm ta. Trời. Xin giới thiệu đây là cái ký lễ lên. Okay, are we ready? Yeah. One, two, three.
Yeah.